Chúng tôi tin tưởng rằng nhân dân Cuba anh em dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản và nhà nước Cuba quang vinh. Tenemos la plena convicción de que el hermano pueblo de Cuba, bajo la dirección sabia de su glorioso partido y estado de Cuba, đứng đầu là đồng chí Fidel Castro và đồng chí Raúl Castro, sẽ tiếp tục đưa Cuba vượt qua những cái khó khăn thách thức, giành được những thành tựu to lớn hơn nữa. Bye bye.